Vâng, xin chào các bác nhá. Hiện tại đội ngũ kỹ thuật JK đang trên đường sang Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để thi công lắp đặt cho anh Quân một combo loa. Anh có lấy cho mình đôi loa 921 Pro, một con đẩy X22 và một bộ mic 321. Anh có lấy kèm cho mình thêm một con xúc Monster. Vâng, anh Quân thì được bạn anh Quân giới thiệu. Bạn anh Quân đã được sử dụng hàng của JK và rất tốt nên là anh giới thiệu cho anh Quân. Mời các bác cùng đồng hành cùng anh em kỹ thuật JK. Vâng, xin chào các bác nhé. Sau một quãng thời gian di chuyển thì đội ngũ JK đã có mặt tại nhà anh khách đấy ạ. Đây, đây là 921. Một con xúc Monster. Một con đẩy X22 và một mic 321. Vâng, vào đây không gian của nhà anh ạ. Anh hình như là được anh Kiên hay là anh gì giới thiệu nhỉ? Cái này á. Vâng. Như có đồng chí gì nhỉ? Minh như gì là mua đấy rồi. Vâng. Minh béo à? Là anh bên anh Minh giới thiệu. Ừ. Anh Quân, anh Quân đấy. Ừ. Đồng chí vợ làm cùng với công ty Minh. Hôm nay chị đi làm hả anh? Ừ, đi làm. Mình anh ở nhà. Ở trên Xuân Đỉnh này mà em lắp mấy bộ rồi đấy? Ở ngoài chỗ gần trường cấp 1 đấy. Cấp 1 đến cấp 2 nhỉ? Cấp 1, cấp 2 ở đấy. Cái này nó có cái khiển dùng dễ anh, khiển nó dùng mình ngồi xa mà hiện nay em quên không mang cái dây AV cho anh đúng không? Nhưng mà không có bộ nó sẽ có cả dây quan và AV. Mình cắm AV khỏi quan. À. Quan nó gãy hỏng dây quan, mua cái AV cắm được. Đúng rồi, dây quan mà hỏng anh tách AV vào cho mình. Dây quan đã. Dây quan thì nó rẻ, tầm 150-200. Dây này nó hay vậy, không lấy gãy. Ví dụ mà tính vết thì có đi. Em tư ở giữa. Em chứ là lúc quay lại. Em
giảm tăng lên, giảm tăng giảm lên. Tăng giảm này còn đây là chỉ một qua lên xuống qua. Cái này của nhà thì như thế. Cho ba cái chiếc này. Cái này là cái giới hạn tín hiệu ra, tín hiệu vào. Cái này là cài đặt sẵn cạnh rồi. Còn cái mốt này là nó chuyển trong chế độ. Chế độ gì? Đây là chế độ 1, 2, 3 này là hát, còn chế độ 4 là chế độ canxi. Cái này hát nó là đúng rồi. Nó không có vang và nhạc gì. Hát là chế độ. Alo, hát là chế độ 4 là chế độ canxi và chế độ. Cái này là sẵn hết rồi. Còn bây giờ mình hát là chế độ mạnh hả? Ấn nút này hát đi. Không phải thế rồi. Alo, alo 4, 2, alo 1, 2, alo 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tắt nguồn mic. Mấy cái này nó mới chỉ cái này là cái volume to nhỏ của cái tắt nguồn mic của thu hút mic hai kênh. Vâng, xin chào quý vị. Hiện tại anh em kỹ thuật Jika đang có mặt tại nhà anh Quân Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, trên màn hình quý vị là cặp loa 921 Pro. Chị chuyển khoản đó. Vâng. Anh gọi chị. Cục đẩy điện vang X2 Pro bộ mic không dây với kép 321. Và một con loa trầm sub monster bát 30. Lord.